Chào mừng các bạn đến với kênh của luovietech.vn. Hôm nay nhà Lưỡi Việt sẽ giới thiệu với quý khách hàng một cái sản phẩm, đó là thang dây thoát hiểm nhà cao tầng. Thang dây này thì mình dùng trong các cái trường hợp mà khi mình trang bị thang dây này nhằm mục đích đó là đề phòng khi có hỏa hoạn xảy ra thì mình không có thoát ra được từ cửa chính đó. Thì mình dùng thang dây này để là coi như là một cái lối thoát phụ để mình thoát hiểm ra khỏi đám cháy, để mình cứu được cái mạng sống của mình. Để xem. Đầu tiên khi mở cái thang dây ra thì mình rất là ấn tượng với lại cái móc sắt cực kỳ cứng cáp luôn, cực kỳ cứng cáp. Cái này mà móc chắc là được cái vật chắc hàng tấn đó, mà rất là to và cứng. Nếu mà nhà mình là có cái thanh ban công mà tầm sắt mộc phi 60-80 là móc được luôn, rất là to luôn, cực kỳ cứng. Trường hợp nếu mà nhà mình không có cái thanh ban công á thì mình có thể móc qua cái cột xong rồi mình móc hai cái móc lại với nhau gì. Tức là các bạn hình dung cây cột, ví dụ cái cột nó ở giữa như thế này thì mình choàn hai cái này qua cái cột, xong mình móc hai cái móc vô, rồi mình thả cái thang dây xuống, đó, mình sẽ thả cái thang dây xuống như thế này, mình hồng nó xuống đất rồi mình chèo lên. Thang dây này được làm bằng thép mạ kẽm chống rỉ. Cái bậc khoảng cách giữa hai dây này là tầm khoảng 30 cm. Bậc với bậc thì nó cách nhau khoảng 40 cm. Cực kỳ chắc chắn luôn. Cái sản phẩm thang dây của nhà Lưỡi Việt thì bên mình có gửi mẫu thường xuyên, hàng năm hoặc định kỳ bên mình có gửi mẫu đi kiểm định tại công ty kiểm định an toàn. Theo kết quả kiểm định an toàn mà nhà Lưỡi Việt đi kiểm định được á, thì cái lực kéo đứt của từng bậc có từng thanh đây nè, ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là khi mình móc lên đây một cái vật mà có trọng lượng mà nó lớn hơn 160 kg thì có nguy cơ là cái thanh này nó bị biến dạng, hoặc là nó bị đứt hai cái móng hai bên. Tức là cái khả năng chịu lực của một bậc là 160 kg, còn cái khả năng chịu lực của toàn cái thang này là 450 kg. Khả năng chịu lực của toàn thang là sao? Tức là ví dụ mình lắp ở đây một cái cục sắt 100 kg, ở đây cục sắt 100 kg, ở đây cục sắt 100 kg, dưới kia cục sắt 100 kg, tức là nguyên cái thang này luôn, nếu mà tổng mình móc cái khối lượng sắt mà trên 450 kg thì có khả năng là cái hang mình đã bị đứt, hai bên, hoặc là nó đứt những cái mối nối rồi đó, nó có hang bị đứt. Thì cái điều kiện an toàn của từng bậc là 160 kg, của toàn hang là 450 kg, là nó dư sức cho một người trưởng thành đi xuống mà không có vấn đề gì. Thậm chí nếu mà một người đi xuống tạm đoạn, cái người thứ hai tiếp tục đi xuống và cái người thứ ba tiếp tục đi xuống, sau một vài bước của người thứ hai thì cũng không có vấn đề gì. Tại vì nếu mà với cái thể trạng của người Việt Nam thì cho là cái người mà béo, cái cơ địa bình thường của người Việt Nam thì tầm đâu đó khoảng 60-80 kg, thì có những người thừa cân béo phì cũng tầm 100-120 gì đó, à dữ lắm rồi. Mình chưa thấy ai mà 160 kg mà tới mức dẫm lên cái thanh này mà để có thể mà bị biến dạng cái thanh, là bị đứt. Cho nên khách hàng có thể cực kỳ yên tâm về cái độ chắc chắn cũng như cái độ an toàn của cái thang dây của nhà Lưỡi Việt. Đây là toàn bộ sản phẩm, cực kỳ chắc chắn. Để xem thêm các cái thông tin chi tiết về sản phẩm thang dây thoát hiểm nhà cao tầng cũng như các cái loại thang, những cái giải pháp thoát hiểm khác thì quý khách hàng có thể xem chi tiết ở cái link bên dưới video này,
hoặc là liên hệ với hotline 090 66 88 114 để được nhân viên tư vấn của Lưu Việt tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc của quý khách hàng. Xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn quan tâm và ủng hộ các sản phẩm của Lưu Việt Tech.vn.